học ngay cách gọt hoa quả kiểu công nghiệp. Bạn có chắc mình đã gọt hoa quả đúng cách? Dưới đây là những cách gọt hoa quả thật thú vị, mình cùng tham khảo nào. Số 1, tách lựu. Bạn chỉ cần bổ đôi, dùng một chiếc môi đập từ phía sau, các hạt lựu sẽ tự động rời ra, quá đơn giản đúng không nào? Số 2, bóc cam. Khéo léo cắt đôi phần vỏ cam, sau đó dùng tay tách rời khỏi ruột. Số 3, tách cuốn dâu tây. Bạn hãy sử dụng một chiếc đũa thọc từ phía dưới quả dâu tây, sau đó lấy cuốn dâu tây ra thật dễ dàng. Số 4, các bước gọt dưa hấu nghệ thuật. Bước 1, cắt đôi quả dưa. Bước 2, với mỗi nửa quả dưa, mỗi bên khứa 3 đường như hình. Bước 3, tách rời phần ruột phía trên. Bước 4, chia thành các phần bằng nhau như đường trong hình. Bước 5, bây giờ thì chỉ cần đổ ra, thế là xong, quá đơn giản đúng không nào? Trên đây là 4 cách gọt hoa quả, rất đơn giản nhưng mà hiệu quả. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại ở các video sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.